Thưa quý vị, hiện nay phần lớn các chi hội phụ nữ thuộc 8 trên 8 quận huyện của thành phố Đà Nẵng đều tham gia thu gom phân loại rác để bán lấy tiền gây quỹ giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Từ những ý tưởng thiết thực này đã khiến cho việc phân loại rác tại nguồn trở thành hoạt động gắn liền với hoạt động xã hội đầy nhân văn. Mỗi tháng một lần, tại điểm số 55 đường Đông Giang, chi hội phụ nữ An Trung 1A lại tổ chức trao những suất quà hỗ trợ là rau củ quả cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Hơn 50 suất đã được trao. Đây là mô hình vitamin hạnh phúc miễn phí của chi hội phụ nữ An Trung 1A, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Tháng nào chị em phụ nữ trăng tổ là mình cũng được nhận cái món quà như vậy. Nó hỗ trợ cho mình cũng đỡ một phần nồi cho em. Đó, nó cũng đỡ hỗ trợ rất nhiều. Đó, nhưng mà thứ nhất là mình thấy cái tình đoàn kết đã. Tình đoàn kết thì là coi như được tổ trưởng, tổ phó quan tâm phụ nữ với nhà là mừng rồi. Còn tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, mỗi tháng 4 lần, hơn 400 suất cơm một tháng này được chi hội phụ nữ 15 phường Hòa An trao đi. Không chỉ người nhận mà người trao cũng cảm thấy phấn khởi. Sau thời gian mà giãn cách và hết dịch Covid thì hoàn cảnh khó khăn ở trong xã hội của chúng ta cũng rất là nhiều, đặc biệt là những cái phần lao động họ rất là khó khăn. Từ đó chúng tôi đã nghĩ ngay đến cái bữa cơm không đồng cũng rất ích lợi, và khi chúng tôi nấu thì đặt cái vấn đề là an toàn thực phẩm là trên hết. Để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động như mô hình này, các chi hội phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức thu gom rác, phân loại rác tại nguồn, sau đó tập trung đem bán gây quỹ. Nhìn có vẻ ít ỏi nhưng trên thực tế, số tiền bán được từ lượng rác sau khi phân loại lên đến hàng trăm, hàng triệu đồng. Nguồn quỹ này cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng đã mang đến những phần quà thiết thực. Đây là một mô hình rất là thiết thực, là mô hình mà nó phát triển trong khu dân cư, mang lại những cái niềm vui và có thể là những cải thiện được cái bữa ăn cho các hội viên và những hộ nghèo khó khăn trong địa bàn phường. Cái hướng mục đích của chúng tôi thì hàng năm thì chúng tôi vẫn hỗ trợ sửa chữa nhà này, rồi hỗ trợ học bổng cho các em, xe đạp, quần áo và quà trung thu 1/6. Và có những em là chúng tôi sẽ hỗ trợ đặc biệt hơn những cái suất quà đột xuất. Những mô hình thiết thực này đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo trang trải phần nào cho cuộc sống, qua đó thể hiện sâu sắc nghĩa tình của người Đà Nẵng nói chung và của chính quyền, tổ chức đoàn thể nói riêng trong việc chung tay giúp đỡ những người khó khăn.